thánh địa Tây Ninh, đặc biệt là tòa thánh Tây Ninh, nơi xứ Tây Ninh khi xưa được Đức Chí Tôn và Đức Lý lựa chọn là nơi tọa lạc của tòa thánh Đại Đạo Tam Kỳ Vô Độ. Thì chư vị có dạy các vị tiền bối rằng cuộc đất nơi thánh địa nội ô tòa thánh là cuộc đất đặc biệt bởi vì có 6 long mạch đổ về, được gọi là Lục Long Phò Ấn. Ở nơi đây lâu lâu người ta vẫn thấy hiện tượng gạch đá xới tung lên trên mặt đất, là bởi vì dòng năng lượng rất mạnh của các long mạch ở bên dưới mặt đất gặp điều kiện thuận lợi thì năng lượng đó phát ra bốc lên cả trên mặt đất, tạo nên hiện tượng gạch đá bị xới lên. Vậy Lục Long Phò Ấn, các dòng long mạch này sẽ đem lại lợi lạc gì cho chúng sinh nơi đây? Chúng ta hiểu rằng long mạch là dòng chảy nước ngầm dưới mặt đất. Mỗi khi người ta muốn đào giếng, người ta sẽ có những phương pháp để tìm kiếm ở đâu có mạch nước ngầm. Mạch nước đủ lớn, đủ mạnh thì gọi đó là long mạch. Còn cái mạch nước ngầm bình thường của mình á, cũng là long mạch luôn, một phần của long mạch. Nhưng do nó thuộc về các dòng chảy nhỏ, các nhánh rẽ nhỏ của long mạch chính, cho nên các mạch nước ngầm bình thường người ta không gọi đó là long mạch. Mặc dù nó là long mạch nhỏ và các phần nhỏ của long mạch lớn. Sáu dòng long mạch tạo nên Lục Long Phò Ấn ở vùng đất thánh địa tòa thánh Tây Ninh mang nơi mình một dòng linh khí, sinh khí rất là mạnh mẽ. Trong vùng nội ô thánh địa là nơi liên tục diễn ra tứ thời lễ bái chư vị, mà đặc biệt một điều ở khu vực nội ô này ít người cư trú. Từ chỗ đó việc không gian thanh tĩnh, yên bình, sạch sẽ lại mang một cái nét huyền bí tâm linh, được rất là nhiều chúng sinh bá tánh gửi đức tin của mình về đó. Từ điểm này, linh khí ở khu vực nội ô thánh địa rất đặc biệt, rất sâu dày và mang một cái nguồn sinh khí, nguồn sống thật là mãnh liệt. Sẽ không quá khó khăn khi chúng ta nghe thấy các vị bô lão thường sinh sống ở tòa thánh có tuổi thọ trên 80 tuổi, 90 tuổi là bình thường.
Bởi vì ở trong cái không gian môi trường đó lại là người tu dưỡng tâm tánh của mình mỗi ngày, thì duyên thọ của các vị ấy được kéo dài, mạnh khỏe. Ở nơi đây có một bí pháp được phơi bày cho chúng sinh, nhưng có lẽ ít ai để ý. Đó là dòng nước được rút lên từ lục long vò ấn này đang được cung cấp hoàn toàn miễn phí ở trong các cơ sở của Tòa Thánh Tây Ninh. Cho nên nếu chúng ta có duyên ghé về Tòa Thánh thì hãy ghé qua trai đường hay ghé qua khách đình, xin nước uống, đem theo bình chứa nước, một vài lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít gì đó, để đem nước đó về nhà uống. Rất là tốt, linh khí dồi dào, đầy đủ sức sống. Bởi vì nước sạch, long mạch nhiều hơn so với những nơi khác, cho nên nước sẽ ít khi nào có hiện tượng bị phèn, mà dòng nước ở đó rất là ngọt. Nó ngọt giống như nước giếng, nước mưa mà chúng ta hứng để lâu ngày. Mà nước mưa, nước giếng của ngày xưa đó, khi mà bầu không khí chưa bị ô nhiễm quá nhiều như ngày nay, ai có thời gian, có điều kiện ghé về thì hãy nhớ xin nước mang về uống. Cơ thể của người sẽ được mạnh khỏe, bệnh tật dần tiêu tan, kéo dài duyên thọ, và thân tâm được gột rửa thanh sạch thì thuận duyên hồi hướng về tu tâm dưỡng tánh, đánh giữ làm lành, ăn chay một cách tự nhiên, hồi hướng về việc tu tập thật tốt. Bởi vì rõ ràng dù là nước thánh thì thân tâm của người uống, người dùng cũng phải phù hợp ra sao thì nước thánh mới có tác dụng chứ. Vậy thì chúng ta cần nên tu dưỡng chính mình, ăn chay, lánh điều dữ, làm điều lành, thường nghĩ, nói và làm các điều lành, thì lúc đó mình dùng thêm nước thánh ở Tòa Thánh sẽ có công dụng rất là đặc biệt. Chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Chúc quý anh chị em, cô dì chú bác đã dành thời gian ghé qua buổi chia sẻ trực tuyến này được thân tâm an tịnh, thường lạc, thường tinh tấn, thành tựu các điều lành. Chúc mọi người một đêm bình yên, an giấc. Xin cảm ơn cả nhà.